Thưa quý vị, càng gần đến Tết, những chiêu trò lừa đảo bán hàng khuyến mãi hay quà tặng tri ân dịp cuối năm lại được dâng ra và lại có thêm nhiều người sập bẫy khi bị mất hàng chục triệu, thậm chí là hàng tỷ đồng trước những chiêu trò này. Mặc dù các phương tiện thông tin đại chúng cũng đã nói nhiều về vấn nạn này, nhưng số người tiêu dùng bị lừa không giảm đi mà ngày càng tăng thêm. Theo thông báo từ đối tượng tự xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng của một trang thương mại điện tử, chai nước hoa có giá trên 10,5 triệu đồng là phần quà hấp dẫn của chương trình quà miễn phí chỉ trả tiền ship tặng cho chị Đỗ Thu Thảo ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng để nhận quà, chị phải trả phí 1,3 triệu đồng. Chị Thảo nhanh chóng chuyển tiền và cái kết là sự chờ đợi hết tuần này qua tuần khác. Điện thoại ngay lập tức bị chặn số. Đây chỉ là một trong số những trường hợp bị mắc bẫy nhận quà tri ân dịp cuối năm. Ví dụ như từ đầu thì là báo tin là nhận được một cái xe SH. Sau đó thì nghĩa là phải mua một món quà ban đầu là 1 triệu, rồi tới một món sau hàng là 2 triệu, 3 triệu, rồi tới 7 triệu, 10 triệu, và thậm chí lên tới mấy mươi triệu. Xuất phát điểm chỉ là những món quà xinh xắn, người tiêu dùng được gợi ý trả một khoản phí nho nhỏ tượng trưng. Khi đã cắn câu rồi, những kẻ lừa đảo nâng dần giá trị món quà tặng lên, đồng nghĩa với điều kiện để được tặng quà cũng tăng lên. Đến khi người tiêu dùng thấy số tiền quá lớn, muốn dừng lại, thì những kẻ lừa đảo dùng cách nói ngon ngọt dụ dỗ, yêu cầu nộp thêm, nếu không sẽ mất trắng. Tôi có một cái người bạn đó, thì cổ mua hàng cái kiểu mà người ta hứa thưởng đó. Thì bây giờ cổ đã mua lên đến theo chúng tôi người nhà của cho biết là cổ đã mua trên 1 tỷ đồng. Và tất cả những món hàng đó nó chất thành một cái kho trong nhà. Và hôm vừa rồi đó thì có những đứa em trong nhà đó, nó gọi anh nó về, báo là về chỉ sắp sửa đi cầm giấy tờ nhà để mua tiếp. Nhiều người tiêu dùng cho rằng họ tin là không hề mất tiền. Hàng mua để đó một thời gian sẽ được thu hồi và quan trọng là có được phần thưởng tri ân có giá trị rất cao. Đây là chiêu thức mà những kẻ lừa đảo đánh vào sự nhẹ dạ cả tin cũng như lòng tham của nhiều người. Và khi đã trả tiền nhiều lần rồi, họ bị tâm lý, đã đâm lao phải theo lao. Thống kê của Hội Bảo vệ Người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh, hầu hết người tiêu dùng bị lừa là phụ nữ. Đa phần sống ở ngoại thành thành phố như Hóc Môn, Củ Chi. Nhiều người đã đi mượn tiền đến mấy trăm triệu để mua hàng quà tặng tri ân.